Xin chào các anh chị ha. Thì những anh chị nào mà đang có ý định mua mua máy photo ha, mua máy photo này ha, để vừa mở một cái dịch vụ gọi là dịch vụ photo in ấn, thì anh chị trước khi mà anh chị định mua máy photo ha, thì anh nên xem video của mình ha. Thì video này mình là nói chung là mình cũng là một người sử dụng máy photo ha, thì mình sẽ có những cái gợi ý góp ý như thế này ha. Thì anh chị mà mua máy photo thì có thể xem hết video này để biết thêm những thông tin mà sau này mở dịch vụ photo, thì những thông tin đó kêu bằng anh chị sẽ biết. Thì đầu tiên thì trên thị trường photo bây giờ là có hai dòng máy photo ha. Thì dòng thứ nhất là máy Ricoh, dòng thứ hai là máy Toshiba. Thì hiện hiện bây giờ thì giá thành của hai loại máy này thì nó chênh nhau, nó gần như là gấp đôi luôn ha. Ví dụ như là máy 850, 850, 855, 855 bên máy Toshiba thì hiện bây giờ giá tầm 25 mấy mấy, ba mấy triệu. Nhưng mà máy Ricoh thì hiện bây giờ là giá là 45, 50, 50 triệu. Hiện bây giờ thì cái giá thành của máy photo thì hiện bây giờ thì mùa dịch ha. Thì cũng có nhiều anh chị muốn mở tiệm photo để làm, nhưng mà cái mùa dịch này thì anh chị phải lưu ý cái này. Cái mùa dịch này bây giờ thì hiện bây giờ thì máy móc thì nó khó ít về rồi, nên hiện bây giờ máy là nó giá cực kỳ cao. Hiện bây giờ là hôm nay là ngày 16 tháng 7 ha. 16 tháng 7 2021, thì hiện bây giờ thì giá thành máy photo hiện bây giờ rất là cao. Thậm chí là không có hàng của máy photo luôn ha. Thì mình nói như thế này thì anh chị sẽ dễ hình dung ha. Thì máy Ricoh thì nó thì độ bền thì nó rất là cao rồi. Thì nói chung là mình cũng là bên xài bên máy Ricoh. Trước đó mình cũng xài bên máy Toshiba ha. Nhưng mà hiện bây giờ mình xài bên máy Ricoh, thì nói chung là đối máy Ricoh mình sẽ đánh giá thiên vào máy Ricoh hơn ha. Nói chung là đánh thiên vị vào máy Ricoh hơn. Tại vì sao? Cái thứ nhất là máy Ricoh thì nó tốc độ nó photo nó rất là nhanh. Ví dụ cái đây. Tí nữa mà khi mà các bạn scan ha. Scan trắng đen hay là scan màu hay là photo, thì các bạn thấy cái cụm ở trên ha, cụm duplex ở trên ha, thì nó dạng như là cái thứ nhất là nó sẽ photo là nó photo một lần thôi. Ví dụ một cái băng bản hai mặt ha, trong khi mấy photo Toshiba ha thì nó sẽ lật, nó lật đi rồi lật lại hai lần, thì tốn một gấp gấp đôi thời gian của mấy Ricoh nó sẽ vét một lần thôi ha. Cái thứ hai là Ricoh là nó sẽ đẹp hơn. Nói chung là về hình ảnh ha, về hình ảnh photo nó sẽ photo đẹp đẹp hơn là Toshiba. Cái thứ ba nữa mà các bạn nên mua Ricoh mà không nên mua Toshiba, có nghĩa là độ bền của thằng Ricoh ha. Độ bền của thằng Ricoh nó sẽ bền hơn thằng Toshiba rất nhiều ha. Ví dụ như là các bạn photo khoảng 5 năm, thằng Toshiba thì nó sẽ ít bền ha. Thằng Toshiba thì nó sẽ ít bền hơn Ricoh ha. Rồi cái bạn chờ mình xíu, mình làm cái này xíu ha. Thằng thằng Ricoh nó sẽ bền hơn Toshiba. Còn một điều mà các bạn cần lưu ý ha, thì khi mà các bạn mở tiệm photo thì cần vốn vốn là ít, rất là ít thôi, nên là các bạn là chọn lựa giữa Toshiba và Ricoh, thì Ricoh Toshiba nó sẽ ít tiền hơn nhưng mà nó sẽ đồ bền nó không bằng. Cái thứ hai nữa là tốc độ quét nó sẽ lâu hơn. Một điều nữa các bạn cần lưu ý ha, thì ví dụ các bạn mở tiệm photo ở đâu, ví dụ mở tiệm photo ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ có những cái đội ngũ sửa máy Ricoh ha. Còn các bạn mà mở tiệm ở quê ha, thì các bạn xem ở quê cái chỗ nào á, nó có chỗ dịch vụ sửa máy photo Ricoh không ha. Ricoh là dòng Ricoh như thế này nè, tí nữa mình sẽ cho các bạn coi cái mã Ricoh ha. Ví dụ như các bạn mà mua, ví dụ như những cái chỗ thôn quê mà các bạn mua máy Ricoh về xài mà ở chỗ đó không có thợ sửa máy Ricoh thì các bạn sẽ chắc chắn các bạn sẽ chết luôn. Tại vì máy Ricoh này thì không phải chỗ nào nó cũng sửa được ha.
thì các bạn coi thử, bạn coi thử dịch vụ ở chỗ chỗ bạn á, có những cái tiệm bán máy hay là tiệm sửa máy Rico nào không ha, thì các bạn mua về. Nếu mà các bạn mua máy Rico về mà các bạn không biết sửa thì gọi thợ sẽ gọi thợ từ cái nơi bán máy tới thì nó sẽ lâu ha. Thì các bạn nên cân nhắc, ví dụ cân nhắc nơi những chỗ nào mà có những chỗ nào mà có cái dịch vụ sửa máy Rico thì các bạn nên mua ha. Cái thứ hai nữa, cân nhắc cái phần giá thành. Giá thành thì máy Rico nó sẽ mắc hơn nhưng mà nó sẽ bền hơn, tốc độ nó sẽ photo sẽ nhanh hơn thằng Toshiba. Mà nếu bạn ít tiền thì mua thằng Toshiba vẫn ổn ha. Đó là mình đánh giá như vậy. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần mà photo photo đảo mặt trên máy Rico đây. Đây là máy Rico, đây là máy Rico đây, các bạn thấy sẽ máy đây, cái chữ Rico ha, các bạn sẽ thấy mình quay đây là khi Recop ha, Recop các bạn sẽ thấy chữ Recop này ha. Còn bây giờ đây, các bạn thấy nè, cái đây là cái cụm gọi là cụm photo đảo mặt ha. Thì bình thường đây mình sẽ bật lên cho bạn coi ha. Bình thường ha, các bạn phô một cái tờ giấy như thế này ha, các bạn phô trên đồng Toshiba ha, thì nó sẽ phô nó đảo mặt một lần, nó đảo lần thứ hai nữa thì nó ra một bản. Khi mà các bạn phô hai mặt ha, khi mà các bạn phô hai mặt, còn cái máy Ricoh này khi mà các bạn phô này, các bạn sẽ để ý ha, để ý qua các bạn về cái nó sẽ đây 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 một tờ giấy hai mặt ha. Khi mà các bạn phô hai mặt thì nó khi mà các bạn phô hai mặt hay một mặt thì nó vẫn như nhau ha, nó chỉ phô một lần thôi, nó sẽ quét một lần thôi. Tại vì cái máy Ricoh này nó có hai gương, gương trên và gương dưới thì nó phô mặt ở dưới, còn gương trên thì nó phô mặt ở trên thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Đó các bạn thấy ha, nó sẽ phô hai mặt cho bạn ha. Đó nó sẽ đưa luôn lần ha, cái nghĩa là khi mà cái phô hai mặt thì nó sẽ đưa luôn một lần nên tốc độ nó rất là nhanh ha. Rồi còn khi mà các bạn mở tiệm thì các bạn phải cân nhắc là nên mua Rico hay là Toshiba, thì mình khuyên bạn nên mua Rico. Nhưng mà các bạn lưu ý như thế này, Rico khi mà các bạn mua Rico ha thì các bạn xem thử cái vùng bạn á, có chỗ nào sửa máy Rico gần gần không ha, tránh cái trường hợp mà mua máy Rico về mà các bạn gọi thợ thợ từ ở quê mà gọi thợ từ từ Sài Gòn về thì nó sẽ lâu hơn các bạn ha, chậm thời gian các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.